Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 28 tháng 6 năm 2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại Bạc Liêu và Sóc Trăng ổn định. Tôm thẻ size 20 con có giá 220.000 đồng 1 kg, size 25 con lớn giá 174.000 đồng. Size 25 con nhỏ giá 167.000 đồng 1 kg. Size 30 con lớn giá 145.000 đồng. Size 30 con nhỏ giá 143.000 đồng. Size 40 con có giá 131.000 đồng 1 kg. Size 50 con đang có giá 121.000 đồng. Size 60 con giá 115.000 đồng 1 kg. Size 70 con có giá 110.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con ao bạc xem màu đang có giá 102.000 đồng 1 kg, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản. Trong năm tháng đầu năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam đạt mức tăng trưởng khá tốt với 1,3 tỷ đô la, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tại thị trường EU, sản phẩm tôm chân trắng liên tục tăng thị phần do giá bán thấp hơn so với tôm sú. Doanh số bán tăng nhanh hơn so với mức trung bình. Tính tới hết tháng 5 năm 2021, giá trị xuất khẩu tôm sang EU đạt 201,3 triệu đô la, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo, xin giới thiệu đến quý bà con một sản phẩm dùng trong xử lý môi trường thủy sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiệp Phát. Sản phẩm siêu diệt khuẩn với công thức diệt khuẩn thế hệ mới giúp diệt nhanh các loại vi khuẩn, virus, nấm gây bệnh trên cá như bệnh lở loét, xuất huyết, thối đuôi, gan thận mũ. Sử dụng siêu diệt khuẩn giúp hạn chế dịch bệnh, tạo môi trường trong sạch giúp tôm, cá, ít phát triển tốt. Ngoài ra, sản phẩm còn dùng để sát trùng dụng cụ, bể ương trong nuôi trồng thủy sản. Mời quý bà con xem chi tiết sản phẩm cũng như cách sử dụng ở liên kết bên dưới. Về chi tiết giá cá giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.